Bơ bà con ơi, bơ bà con biết nó rất tốt đúng không? Nhưng mà cũng có một số người và một số bệnh không ăn được bơ, chứ không phải ăn được bơ hết đâu. Bơ nó rất tốt nha bà con. Nhưng mà số người này không được ăn bơ, đó là người dễ bị tăng cân. Đó, người dễ bị tăng cân không được ăn bơ và gây tổn thương gan, gây dị ứng, giảm hiệu quả khi uống thuốc, giảm cholesterol có lợi, ảnh hưởng cho phụ nữ mang thai, trẻ em. Đó, đó là bơ nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà những người có bệnh thế này không được ăn là những người có bệnh dễ tăng cân, gây tổn thương gan, gây dị ứng, giảm hiệu quả khi uống thuốc, giảm cholesterol có lợi và ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai. Đó, bà con thấy, và còn trẻ em, người lớn tuổi nữa. Bơ nó có lợi nhiều cho sức khỏe, nhưng mà ta ăn chỉ nửa trái thôi. Một trái ta ăn làm 2 lần và 2 ngày khác nhau. Một ngày ăn nửa trái thì nó làm tốt cho bơ, nó có nhiều chất kali, tốt hơn chuối nữa, mà nó tốt cho tim mạch, chất xơ, mắt, nó giảm cân, giảm tiểu đường, mỡ trong máu. Đó, nó tốt bà con, vì nó có vitamin K, folate, kali, vitamin E, B, 6, B5. Nó làm cho tâm trạng của người nó hưng phấn, vui vẻ. Nhưng mà ta phải ăn đúng, còn không là nó ngược lại. Bơ tốt mà chúng ta làm một ngày trái 2 trái là xong rồi, khó chịu lắm, khó chịu cho sức khỏe lắm. Bà con ơi, thông cảm, ăn cho tốt tốt nha. Ăn bơ nửa trái ngày thôi, nửa trái một ngày. Xin chào.